250. Ngày hôm nay, bác sĩ Lan quay lại rồi kìa. Chào mừng bác sĩ Lan đã trở về. Bác sĩ Lan đã phải vất vả rồi. Cảm ơn mọi người. Dạo này chắc mọi người cũng bận rộn hơn nhiều nhỉ? Chúng ta không mệt mỏi chút nào hết, lớn nhưng không có đi. Phòng cấp cứu bớt bận rộn đi nhiều. Bác sĩ là người, văn phòng của phòng phẫu thuật vẫn hệt như trước lúc anh rời đi. Lúc nào cũng có thể đưa vào sử dụng luôn được đó ạ. Mọi người có thấy bác sĩ tả đâu không? Bác sĩ là người, tôi ở đây. Các phẫu thuật cho bệnh nhân tiếp của Hiếu đã được đích thân chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp thực hiện rạng sáng ngày hôm nay. Hoàn thành sau hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Đã làm xong rồi sao? Nhiệm vụ chữa bệnh cứu người. Nội dung nhiệm vụ cứu chữa cho tiết của Hiếu, giúp người này sống sót và sinh hồi một cách khoa học. Phần thứ nhiệm vụ cắt bỏ đại tràng trái hoặc là cắt bỏ đại tràng phải. Sao vẫn chưa thấy thông báo nhiệm vụ hoàn thành nhỉ? Có video quay lại quá trình phẫu thuật không? Tiến trình thuận lợi cả chứ? Bác sĩ tả. Quay video quay lại ở đây này. Tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ hỏi nên đã cùng thảo luận với cả Trương An Dân rồi. Chúng ta cảm thấy phẫu thuật cũng tương đối tốt. Chúng ta trước tiên có đến phòng bệnh thăm bệnh nhân xem sao đã. Khoa ngoại tổng hợp phòng chăm sóc đặc biệt. Bố không có phòng chăm sóc đặc biệt đâu, tốn tiền lắm, phòng bệnh bình thường là được rồi. Bố thậm chí chẳng còn phải nghĩ đến cái việc sẽ đến bệnh viện văn hóa phẫu thuật thế này nữa cơ. Chúng ta trước tiên cứ ở đây 2 ngày đi ạ. Bệnh viện người ta cũng phải được lợi ít tiền chứ bố. Với lại bệnh này của bố cũng cần có hộ lý đặc biệt để người ta chăm sóc bố thật kỹ mới tốt. Ai bảo chúng ta chẳng hiểu biết cái gì cơ chứ. 2 ngày thì nhiều quá, ở đó hôm nay là về vừa rồi vừa đi con. Hoàn cảnh gia đình mình thế này chẳng lẽ bố còn không hiểu à? Với lại cơ thể bố vẫn còn tốt lắm, còn gì phải hộ lý đặc biệt cơ chứ. Người nhà này đúng thật là chủ nhiệm khu chúng ta đã đích thân làm phẫu thuật cho. Lại còn tốt bụng sắp xếp cho họ phòng chăm sóc đặc biệt nữa chứ. Người khác á, có muốn cũng chưa chắc đã được như vậy đâu nha. Để tôi vào đó tìm hiểu kỹ tình huống hơn nữa xem sao. Bà thấy thế nào rồi ạ? Bà xin lân à? Tôi không sao. Cậu vừa từ thị trấn bắt trại vội vàng trở về đây thôi đúng không? Tôi làm trì hoãn công việc của cậu mất rồi. Bố à, người này lại là bác sĩ nào nữa thế? Tôi là bác sĩ Lăng Nhiên ở trung tâm cấp cứu bệnh viện Vân Hoa, trước đó có tới hỗ trợ cho chi nhánh ở thị trấn Bắc Trại và là bác sĩ đầu tiên khám bệnh cho cha anh. Chúng tôi đều là công nhân bị sa thải, không biết ân nói bác sĩ Lăng, đừng có phật lòng nhé. Yêu cầu nhiệm vụ là cứu chữa cho bệnh nhân Tiết Quốc Hiếu, giúp ông ấy sống tiếp và sinh hoạt có khoa học. Nhưng đến việc nằm viện 2 ngày thôi, ông ấy cũng không có đủ điều kiện để làm được. Để chính là mấu chốt khiến nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Chỉ có miễn giảm chút tiền thuốc men thì không thể giải quyết được chuyện này. Việc ông ấy nằm viện đã khiến cuộc sống của gia đình họ rơi vào cảnh khó khăn rồi. Nhưng phải làm sao để có thể giúp họ thoát khỏi cái tình cảnh khó khăn này thì làm điểm mù tri thức của mình. Hay là hỏi Điền Thất nhỉ? Ở cái phương diện này chắc cô ấy có nhiều kinh nghiệm hơn mình nhiều. 2 ngày này bác đừng có nghĩ ngợi quá. Cơ thể quan trọng nhất trước tiên cứ nằm viện đi ạ. Những chuyện khác cứ để cháu nghĩ cách. Nghĩ cái sao? Bác sĩ Lan nói vậy. Là đến làm gì vậy nhỉ? Lĩnh vực cho thuê tài chính cũng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều ngân hàng. Một số công ty cũng đã đến đánh tiếng cho chúng ta. Cổ phiếu của công ty đó ra đã tăng giá, ngân hàng cũng ám chỉ rằng họ sẽ cho chúng ta tiến hành những khoản vay đặc biệt. Doanh số bán hàng ở mảng kinh doanh cốt lõi cũng liên tục tăng nhanh trong mấy tháng gần đây. Là Lan Nhiên nè. Đó giờ hai đứa chỉ nhắn quê trái cho nhau mà thôi, đây là lần đầu tiên Lan Nhiên gọi điện cho mình thế này đấy. Đang hợp mà tổng giám đốc Điền ơi, thế này là sao vậy hả trời?
Từ trước đến nay mình chưa bao giờ thấy tổng giám đốc Điền có vẻ mặt như thế này luôn đó. Đang hợp mà tổng giám đốc Điền ơi, thế này là sao vậy hả trời? Từ trước đến nay mình chưa bao giờ thấy tổng giám đốc Điền có vẻ mặt như thế này luôn đó. Lần nhiên, anh tìm em ạ? Cái chuyện này tôi nghĩ cô hiểu biết hơn tôi nên muốn hỏi cô một chút. Vậy ạ? Anh nói đi, là chuyện gì á? Sau khi giải thích xong tình huống của bệnh nhân, vấn đề tài chính của gia đình bệnh nhân không chỉ là trở ngại cho việc bệnh phục mà là còn nguy cơ tiềm ẩn gây bệnh. Tôi muốn thử tìm một công việc thích hợp nào đó họ có thể giải quyết vấn đề này cho cô thấy sao? Là nhiên thảo luận nghiêm túc với mình quá trời rồi luôn nè. Ôi, mình cảm giác như là hai đứa đã thân mật với nhau hơn nhiều rồi. Điền thất, lẽ nào mày sắp thành công rồi sao? Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là giúp Lan Nhiên giải quyết cái vấn đề này cơ mà. Ý anh là anh không muốn trực tiếp hỗ trợ kinh tế cho họ mà muốn tạo công việc phù hợp cho họ, đúng không ạ? Phương diện này tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cụ thể. Cô có ý tưởng nào không? Em cũng cho rằng trực tiếp giúp đỡ kinh tế cho họ không phải là biện pháp phù hợp. Nếu họ có một công việc lâu dài và ổn định, ví dụ như là quản lý kho ở trang trại nhà chúng ta chẳng hạn, thì hai vợ chồng họ mỗi năm kiểu gì cũng sẽ có mức lương là 1 triệu nhân dân tệ cộng thêm các khoản tiền thưởng và phúc lợi khác, chắc hẳn có thể giải quyết được một phần vấn đề đó anh. Như thế liệu có được không? Trọng điểm trong những gì mình vừa nói thật ra chẳng phải là giới thiệu công việc gì hết. Mình không nói nhà em mà là nhà chúng ta. Chúng ta ở đây đương nhiên là mình với Lăng Nhiên rồi. Anh ấy nghe thấy vậy mà không hề phản bác luôn. Đúng vậy, là nhà của chúng ta đó. Mình hạnh phúc quá đi thôi. Cũng phải xem thế đến sở thích và sở trường của họ nữa anh ạ. Nếu họ đặc biệt giỏi một lĩnh vực nào đó thì em cũng có thể điều chỉnh công việc cho họ theo thế mạnh đó luôn. Chuyện này thì tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ cho lắm, để tôi hỏi thăm người nhà của bệnh nhân đã nha. Bác sĩ Lăng à, công việc mỗi năm lĩnh được 1 triệu này còn sức nào không vậy? Nếu có thể, thật ra tôi không làm bác sĩ nữa cũng được. Lão tả anh tôi đùa chút thôi, với xin lần này cậu đối xử với bọn họ đúng là tốt thật đấy. Không, thế này á còn vượt qua các phạm trù tốt rồi chứ, còn chẳng khác gì là cha mẹ tái sinh của bọn họ cả, lại còn quan tâm đến cả gia đình của họ luôn. Thế này bệnh nhân của mình mà, có thể chăm sóc được bao nhiêu thì chăm sóc bấy nhiêu thôi. Vậy nếu trong tương lai cậu không chăm sóc được như vậy nữa thì sao? Bao giờ không quan tâm được nữa thì hẳn nói tiếp. Nhiệm vụ hoàn thành, chữa bệnh có người, nội dung nhiệm vụ, cứu chữa cho Tiết Quá Hiểu, giúp người này sống sót và sinh hoạt một cách khoa học. Phần thưởng nhiệm vụ, kỹ thuật cắt bỏ đại tràng trái hoặc là cắt bỏ đại tràng phải. Công việc ở trang trại do Điền Thất giới thiệu đúng là hiệu quả gương. Nhưng mà phần thứ nhiệm vụ này chỉ là đại tràng phải thì có thể làm ruột thừa, đại tràng trái thì có thể cắt đại tràng Sigma. Kỹ thuật cắt bỏ đại tràng phải, kỹ thuật cắt bỏ đại tràng phải. Mình chẳng thật sự muốn cắt cái nào cả. Thôi chọn bừa đi, lấy cái này vậy. Bác sĩ tá này, bên Tiết Quá Hiếu nhờ anh để ý thêm một chút nha, tôi tới phòng khám đây. Mình vẫn thấy kiểu bận rộn ở trung tâm cấp cứu này là thiệt nhất. Lan Nhiên, nào nào nào, qua đây.
Cậu thanh niên này cho ván trượt bị ngã rách da, cậu có muốn khâu cho cậu ấy không? Được, đợi tôi rửa tay đã nha. Mau lên nha, tôi nhường chỗ cho cậu đó. Thấy cậu đi một vòng mà chẳng ai để chỗ cho cậu hết. Xem chừng tôi vẫn là người đối xử tốt với cậu nhất hả? Ê không, cái đó rốt cuộc bác sĩ nào sẽ khâu cho con trai tôi thế hả? Bác sĩ Lan là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện chúng tôi, không vết thương giỏi số 1 đó. Thật không? Cậu ta còn trẻ thế này cơ mà. Chỉ là khâu lại vết thương thôi, trẻ tuổi thì có liên quan gì cơ chứ. Vết thương ở trên mặt mà không được khâu lại thật là tốt, sẽ để lại sẹo cả đời đó. Thôi bác sĩ Chu, cứ khâu cho con tôi đi. Muốn vết thương được khâu cho đẹp đẽ thì bác sĩ Lan sẽ ra tay tốt là tốt nhất. Tôi không được chị đâu, cô ấy giỏi nhất ở đây thật đấy. Bác sĩ Chu, tôi chỉ tin ngài thôi. Bác sĩ Chu, tự anh khâu cũng không sao đâu mà. Được, thế thì để tôi khâu cho vậy. Cũng vừa hay, cậu bên cạnh chỉ cho tôi nha. Y tá, lấy cho tôi sợi 50 nha. Vết thương tương đối sâu, ở nên đâm kim từ sâu, từ phần sâu trước rồi rút kim ra từ phần nông. Làm vậy á, nút thắt sẽ được thiết sâu, chỉ có khả năng đỡ lại sẹo. Tôi cũng nghĩ thế, cách này cũng sẽ giúp da chóng lành và khỏe mạnh hơn. Sau đó là khâu dưới da đúng không? Không đã, anh đợi tiếp thắt nút ở vết cắt đi. Không cần khâu da lại đâu, vết thương tự khép miệng sẽ đỡ lại sẹo nhỏ hơn. Bây giờ tôi phải đâm kim thế này à? Được đó, sâu hơn một chút nữa. Sao giờ trông lại giống bác như bác sĩ Lăng đang nghỉ, đang chỉ việc cho bác sĩ Chu vậy? Cậu ta thật sự là chuyên gia còn giỏi hơn cả bác sĩ Chu sao? Khâu xong rồi, về nhà chắc phải nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Đừng có đỡ vết thương dính nước à. Lần nhiên à, lúc khâu vết thương dưới da thế này tôi thấy ổn áp lắm. Anh làm quá thật, không tệ chút nào. Sao lời này nghe có quen quen thế nhỉ? Tôi nhớ ra rồi, mấy câu là không tệ kiểu này chính là câu tôi hay nói cho cậu nghe mấy năm trước đi mà. Bác sĩ Chu, có chuyện gì vậy? Bác sĩ Chu, sao có một bệnh nhân bị tai nạn ô tô được đưa tới đây? Bệnh nhân bị gãy xương hả? Mất rất là nhiều máu, năm nay 45 tuổi. Bệnh nhân có lên cơn sốc không? Bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo à? Bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo à? Bác sĩ Lan, cái này cậu thấy sao? Cậu hứng thú nhận không? Được ạ. Đã các bác sĩ Lan ra tay rồi thì chắc không cần đến tôi nữa đâu hả? Tôi đi đọc sách đây. Giờ có nhiều nghiên cứu mới quá. Không để ý một ngày thôi à, là đã có cảm giác tụt hậu so với cả thế giới rồi. Bác sĩ Lan chỉ vừa mới vừa thôi, cậu ấy còn nghỉ ngơi chứ bộ. Bác sĩ Lan chỉ vừa mới vừa thôi, cậu ấy còn nghỉ ngơi chứ bộ. Bác sĩ Lan mới tới thị trấn Bác Trại về. Chắc đang buồn chán lắm đó. Kêu bệnh nhân bị tai nạn xe ô tô này cũng lâu rồi chưa gặp được. Giờ tay chân cậu ấy kiểu gì cứ ngứa ngay lắm cho mày xem. Tôi làm thế này là đang hoàn thành mong ước của cô đó, biết không hả? Tôi làm được mà. Đi đâu? Chúng ta đi đón bệnh nhân thôi. Lão tả, tôi nói ngắn gọn thế này, phiền anh một chuyện. Vừa điện lễ hơn 40 tuổi bị tai nạn xe cộ, được đưa tới bệnh viện Vân Hồi các anh. Thị trưởng, ông ấy là ai vậy? Có nghiêm trọng không? Ông ấy là nhà đầu tư đến từ thị trấn chúng tôi khảo sát. Hình như bị thương nặng lắm. Các anh có thuốc gì tốt cứ dùng cho ông ấy đi, kiểu gì cũng phải giữ được mạng người của người ta cho tôi. Tôi đang phi đến Vân Hồ đây rồi. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nha. Đến trung tâm cấp cứu thì người tiếp nhận chắc là bác sĩ Lan rồi, không có gì phải lo lắng hết. Điện tâm đồ, mời cả khoa chỉnh hình, khoa nội thần kinh, phẫu thuật tổng quát tới hội chẩn nha.
Bác xin lần, chúng tôi tới rồi đây. Ngõ thần kinh, xương và tổng quát. Mọi người qua đây xem phim chụp trước đi. Tôi nhìn phim chụp xong thì thấy chủ yếu có hai phần xương má cá nhân của bệnh nhân bị nứt. Cái này thì đơn giản thôi. Phẫu thuật ở trong bó thạch cao là được. Phần tương đối nghiêm trọng là ở tay, hẳn là gãy xương collet rồi. Phải phẫu thuật trở lại vị trí cũ thôi. Gãy xương cổ tay collet hay là sụn nít, biểu hiện biến dạng hoặc là sưng nề có thể gây tổn thương thần kinh giữa. Khi thần kinh giữa bị tổn thương, đầu ngón hai bị tơ bì phải tắt và động tác đối chiếu ngón 1 và ngón 5 bị yếu. Nếu lực tác động lớn, xương cánh tay có thể bị va đập và rút ngắn xương. Những biến chứng khác như là cứng khớp, biến dạng khớp, đau thoái hóa kéo dài, hội chứng đau vùng phức tạp có thể xảy ra, đặc biệt nếu như là gãy gây đi, di lệch hay là gập gốc nhiều khớp cổ tay. Phần xương gãy thì bó thạch cao su, còn gãy xương có lấy thì giao cho tả tự điển tới làm nhé. Vậy tôi, còn trong tâm cấp có bọn họ, Hóa Tông Quân là người chuyên ăn một mình. Còn cái cậu Lăng Nhiên này thì hình như trước giờ cũng chẳng phải kiểu người chia sẻ cho người khác thì phải. Được rồi, vậy thì ở đây không có phần của chúng tôi nữa. Cậu tới đây chính là đóng vai trò kiểm tra công cụ thôi ha. Thấy tôi không có phần thế này, anh hả hơ lắm phải không? Thôi, cậu thấy được là được. Sương và tổng quát đang muốn đấm nhau à? Để tôi xem phẫu thuật tổng quát mấy người còn đường sống gì ở đây nữa nha. Chỉ chúng tôi vẫn còn phần rùa trên này mà. Mọi người nhìn đây, ở đây có mảnh sắt hay là vật gì đó ở bên trong. Tình hình có vẻ tương đối phức tạp, nhưng mà mọi người đều biết rồi đó. Bác sĩ Lăng không chiên vào ruột. Sương và tổng quát. Bác sĩ Lăng à, để khoa phẫu thuật tổng quát chúng tôi thực hiện giải phẫu chữa trị đại tràng cho. Tôi thấy lá lách của bệnh nhân đã được cắt bỏ, hơi nhơ cũng đã xử lý xong vết thương trên dạ dày rồi. Mấy vết thương ngồi bụng lại càng không có gì to tát cả. Anh nói chữa đại tràng nghĩa là phần ruột đã bị thương này hả? Diện tích không lớn. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ dùng phương pháp nội soi bụng. Chỗ đó trước khi mọi người vào phòng tôi đã tiện tay xử lý rồi. Hả, tiện tay á? Ruột ở trên thì tiện tay chỗ nào? Xương và tổng quát. Chỉ vẫn còn phần ruột trên nè. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì bác sĩ phẫu thuật tổng quát cũng sẽ có thể quay trở về trước được rồi. Bác sĩ Lan, hôm nay người thân của bệnh nhân tìm tới, nó muốn mời cậu đi ăn cơm để cảm ơn cậu một chút. Những người thân của bệnh nhân trước kia sao chẳng có ai mời cơm tôi, giờ sao lại mời vậy? Thật ra cậu muốn hỏi bệnh nhân này có gì đặc biệt đúng không? Bệnh nhân là nhà đầu tư từ nơi khác đến, khá năng động, lời còn vô cùng chân thành, thậm chí còn tìm đến cả viện trưởng tiểu vũ của Đại học Vân Hoa nữa. Thế thì hẹn người ta ngày mai đi, gặp mặt thì được chứ, còn mời cơm thì thôi không cần đâu. Được, ngày hôm sau, phòng tiếp đãi. Viện trưởng vũ, ngồi đi. Chuyện gì mắc à? Ông Vĩnh Lăng Nhiên cũng kỹ quá rồi đó, tôi chỉ tới chào hỏi thôi mà. Viện trưởng vũ tới thế này dĩ nhiên tôi phải tới tiếp rồi. Được, Lân Nhiên đến Đại học Vân Hoa thế nào? Mọi chuyện thuận lợi cả chứ? Thuận lợi lắm. Các sinh viên đều rất thích Lân Nhiên. Quên cho giới thiệu với ông, người này là Vương Truyện Văn, là anh trai của bệnh nhân bị trống thôi được Lân Nhiên cứu chữa. Đấy, ông ấy vừa mới xuống máy bay xong. Ngài Vương Truyện Văn, rất hân hạnh được gặp ngài. Chỗ gì mắc à? Lâu nay cũng làm phiền đến ngài rồi. Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Lăng Nhiên đâu rồi? Sao vẫn chưa tới thế? Thật ra bác sĩ Lăng đã chờ viện trưởng Vũ ở đây rất lâu rồi. Nhưng lúc 10 giờ kém lại đột nhiên có bệnh nhân nên anh ấy đi làm phẫu thuật luôn. Phẫu thuật quan trọng hơn, tôi đi hỏi thăm Lăng Nhiên một chút xem còn bao lâu nữa mới xong nhé. Xin lỗi, tôi đã đỡ bác sĩ Lăng Nhiên phải đợi lâu rồi. Tại tôi tính thời gian không sát nên... Lần này các ngài tới đây chỉ đơn giản là vì muốn gặp bác sĩ Lăng một lần thôi sao? Ngài Vương Truyện Văn đây muốn đầu tư vào Vân Hồ chúng ta. Không những vậy, gia tộc của Ngài Vương đây trước kia từng quyên góp mấy phòng học nghe nhìn, giúp ích được rất nhiều cho thầy trò trường chúng tôi. Nhờ ông ấy sẽ ra tình huống gì thế này?
Chúng tôi cũng hy vọng có thể giúp đỡ hết sức có thể. Trong nhà người tôi ra cũng có ba người em trai nữa, hôm nay cũng có cơ hội bỏ đi, tôi chỉ tới trước họ một chút thôi. Thì ra là thế. Được. Vậy chúng ta trước tiên cũng tới phòng với cô xem tình hình cụ thể thế nào nhé. Các bác sĩ ở bên đó sẽ nắm bắt được tình huống cụ thể hơn. Cô qua chỗ Lân Nhiên bảo với cậu ấy là bao giờ phẫu thuật xong thì qua gặp chúng tôi ở phòng ICU bên kia nhé. Phòng ICU. Lân Nhiên rốt cuộc cậu cũng tới rồi. Chào bác sĩ Lân, thân thở của em trai tôi phải làm sao mới có thể hồi phục được tốt như vậy? Cậu có thể nhắc nhở tôi một chút được không? Hiện giờ bệnh nhân đang được chăm sóc trong phòng ICU nên quá trình khôi phục rất tốt. Thương tích của bệnh nhân tương đối nặng, tạm thời phải xem. Hiện giờ bệnh nhân đang được chăm sóc trong phòng ICU nên quá trình khôi phục rất tốt. Thương tích bệnh nhân tương đối nặng, tạm thời phải xem. Điện thoại của nhiều bác sĩ cùng một lúc vang lên, như vậy có nghĩa là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cao bác sĩ, dự tính sẽ có rất nhiều bệnh nhân bị bỏng được đưa tới đây. Ngài Vương, rất xin lỗi ngài, tôi phải đi trước đây, trung tâm cấp cứu sắp bận lên rồi. Chủ nhiệm hết cứ làm việc của mình đi. Nếu là bệnh nhân bị bỏng thì tạm thời không cần cậu ta phải ra tay đâu, nhưng chúng ta còn dọn trống các phòng phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Bệnh nhân nào chuyển đi được thì phải chuyển đi hết, có thể trị được ngay thì cấp tốc trị ngay đi. Lãng nhiên, cậu phụ trách nha. Vâng. Tôi sẽ giải thích đơn giản một hai câu với mọi người, sau đó các tổ xem xét bệnh nhân nào có thể chuyển tuyến thì chuyển tuyến luôn, bệnh nhân nào không chuyển tuyến được thì phải phân loại theo ba cấp độ là nguy kịch, nặng và nhẹ nhé. Tổ chức một cuộc họp nhanh trước đã. Mấy cuộc họp động viên giao việc này của trung tâm cấp cứu đến phiên Lan Nhiên chủ trì từ bao giờ vậy? Ê, tưởng có thấy nhan sắc màu mè mà đã muốn mở phường giẫm luôn rồi cơ đấy. Tả từ điển, anh hãy mang thêm một y tá tới quầy hướng dẫn thông báo tình hình hiện tại cho các bệnh nhân và người thân của họ, đồng thời mà các bệnh nhân chưa đủ đáp ứng đủ nguyên tắc cấp cứu tạm thời rồi đi, hoặc là chuyển họ tới các khoa chuyên môn để khám nha. Bệnh nhân nào có thể xuất viện thì hãy mau chóng xuất giấy đồng ý xuất viện. Các y tá giờ hãy bắt đầu hôm giường đi. Được rồi, mọi người ai làm việc người đó đi nào, tan họp. Chương trình hiện giờ là sao vậy? Chủ nhiệm chúng ta sắp ra khỏi phòng giải phẫu rồi, tôi không biết phải trả lời thế nào đây. Cứ làm việc như ngày thường đi. Bác sĩ Lan sĩ giúp, có chỗ nào nghe chưa hiểu hả? Nhưng giúp là giúp thế nào cơ? Tôi còn phải báo cáo với chủ nhiệm nữa. Chủ nhiệm của cậu là ai? Là chủ nhiệm Đào à? Thế thì không sao, tính tình ông ấy tốt mà. Đây lại còn là tình huống khẩn cấp nữa, cậu cứ yên tâm. Thế còn chủ nhiệm Đỗ bên chúng tôi thì sao? Tôi phải báo cáo thế nào đây? Cậu cũng không cần phải lo. Sao lại không lo được cơ chứ? Chủ nhiệm chúng tôi không giống như chủ nhiệm Đào, khó tính lắm. Lần nữa ông ấy ra ngồi hỏi tôi mà bảo mình không biết gì thì kiểu gì cũng sẽ bị ông ấy chỉ trích, cho đến khi nào hiểu rồi mới thôi, cho bà xem. Tức là trong năm nhóm điều trị trung tâm cấp cứu chỉ có bác sĩ Lân và chủ nhiệm Đào là tốt tính thôi, ba nhóm còn lại đều rồi. Vậy tôi hỏi các cậu nhé, chủ nhiệm các cậu tính khí thất thường hay chủ nhiệm hết tính khí thất thường đây? Mọi người mau bắt tay vào làm việc đi, bên nào mà chưa sắp xếp được kịp thì bác sĩ Lân sẽ qua hỗ trợ. Bệnh nhân bị đau bụng nghi là bị viêm ruột thừa, chuyển sang phòng phẫu thuật tổng quát. Bệnh nhân bị gãy xương cần chụp X quang, chuyển qua khoa chỉnh hình đi. Bệnh nhân hô hấp khó khăn đã được phẫu thuật mở khí quản, chuyển sang khoa tim mạch nha. Đừng có lo, cũng đừng có quá vội vàng, bệnh nhân này cứ để cho tôi. Đã khâu xong, có gì không xử lý được thì gọi cho tôi nha. Bác sĩ Lan, tôi tới đây. Bên này, bác sĩ Lan ơi. Được, tôi qua giờ đây. Bệnh nhân vẫn đang lần lượt được đưa tới.
Chuyện không có gì to tát cả. Sau đó cứu tới Brazil và cứu viện thị trấn Bắc Đại. Hiện giờ mình hoàn toàn có thể ứng phó được với đủ loại tình huống hỗn loạn này. Mặc dù mình được nhìn cảnh tượng này rất là nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng không thể kìm lòng nổi phải cảm thán một câu. Siêu quá đi mất. Đây chính là chiến cơm do tổ ngựa ban tặng đấy. Nhưng Mã Sĩ Lan đã làm hết tất cả mọi việc rồi, cả chủ nhiệm khác lại thành ra không có gì để làm thế này. Cậu ấy sẽ dở đắc tội với người khác lắm. Có kỹ thuật này rồi thì còn sợ đắc tội với ai nữa cơ chứ. Nếu không phải vì lão hất gưa tởm quá thì tôi cũng chẳng muốn đỡ Lăng Nhiên và Đại học Văn Hoa đắc tội với người ta đâu. Lời này của ngài nhất định đừng có để chủ nhiệm Hắc nghe thấy đó nha. À phải rồi, vừa nãy ngài vừa nói sẽ có ba người em khác của các ngài tới đây nhỉ? Bác sĩ Lăng Y là sẽ bận lắm, không dành ra nổi trước thời gian nào. Ngài cần thông tin gì thì cứ tìm tôi nhé. Không vội không vội, tôi còn muốn hỏi mọi người xem mình có thể hỗ trợ được gì cho mọi người không đây này. Hỗ trợ ý ngài là chúng tôi vốn có kế hoạch tiến hành một số hạng mục từ thiện và quyên góp ở tỉnh thành Tây. Bác sĩ Lăng, chỗ các vị hiện giờ còn nhất là thứ gì thế? Viện trưởng Tiểu Vũ mỉm cười thế kia, chắc hẳn là vì ông ấy không lo số tiền quyên góp của Đại học Văn Hoa sẽ bị cắt bớt. Nói cách khác, nhà họ Vương này rất có thế lực, rất sẵn lòng mà chi thêm một tài khoản chính để tiếp tục quyên góp. Thế thì mình đành tự đưa ra quyết định trước, liệu mình giúp bác sĩ Lan một phen xem sao. Bác sĩ Lan dạo gần đây vẫn luôn muốn có một căn phòng y khu chuyên dụng, cũng chính là phòng chăm sóc đặc biệt cho trung tâm cấp cứu. Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Vân Hoa chưa đủ tốt, chưa đủ tiện lợi sao? Cả hôm nay là ngoại lệ đấy ạ. Chứ bình thường thì các bác sĩ đều phải làm những ca phẫu thuật rất là phức tạp. Thực tế mà nói, việc nhiều bệnh nhân được chuyển về ICU ngay sau khi phẫu thuật là cực kỳ rủi ro. Hơn nữa, số lượng ca phẫu thuật mà bác sĩ đã tiếp nhận rất là lớn. Thường xuyên chỉ vì giường ở trong phòng chăm sóc đặc biệt không đủ mà phải ngừng phẫu thuật. Phòng chăm sóc đặc biệt của trung tâm cấp cứu chúng tôi không cần phải quá lớn làm gì, chỉ cần được đặt ở khu nhà phía tây bên trong sắp xếp 5-6 cái giường là tốt lắm rồi. Vậy thì để tôi nghiên cứu xem sao. Đến rồi đấy à? Bên đây bên đây. Bác sĩ Tỏ, đây là ba người anh em khác của tôi. Anh có thể sắp xếp một chút để chúng tôi qua thăm truyền lỡ được không? Được. Để tôi bảo với bác sĩ Lăng. Bác sĩ Lăng này, tôi chuẩn bị đưa mấy anh em nhà họ Vương đến phòng y cô thăm Vương truyền lỡ đây. Có đi cùng chúng tôi nhé. Chưa biết chừng bọn họ có thể cho chúng ta một con... chúng ta một gian y cua đó. Lão Tả à, sao anh có thể nhận quà của người thân bệnh nhân như vậy cơ chứ? Hơn nữa cho cái gì cơ, y cua á. Thế thì chúng ta cùng đi đi, tôi cũng tiện tới đó kiểm tra phòng luôn. Mỗi ngày sẽ có thời gian thăm hỏi cố định, các vị có thể thay phiên nhau vào đó quan sát bệnh nhân. Hôm nay bận quá nên các vị chỉ có thể nhìn từ đây mà thôi. Huyết áp và nhịp tim đều rớt cả rồi. Adrenaline đâu? Bổ luôn. Otrit tiếp tục dùng adrenaline. Sobamin. Mọi người có thể tăng lượng epinephrine lên cũng được. Có thể tăng lượng epinephrine lên đó ạ. Khử rung tim. Cảm ơn bác sĩ Lan. Nhiệm vụ cứu chữa và chăm sóc người bị thương. Nội dung nhiệm vụ là có 10 bệnh nhân bên trong phòng ICU.
Hoàn thành nhiệm vụ kỹ thuật sửa chữa chữa trị ngoại thương tim cấp đại sư. Lại là kỹ năng có liên quan đến tim kìa. Mình phải chú trọng hoàn thành nhiệm vụ này mới được. Lão tả, tôi muốn vào trong y khu hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân, anh có cách nào mà giúp được tôi không? Hả? Bác sĩ Lạc à, coi đừng có thấy mấy người vừa nãy trong y khu bận rộn mình lầm á, bộ họ đủ nhân lực cả rồi, chúng ta hay là đừng có là đừng vào đó hỗ trợ thì hơn. Y khu khác với các khu cấp cứu, khu vực này đã sớm cố định người tối đa và tối thiểu được quyền phụ trách. Phòng y khu của bệnh viện Vân Hoa và cơ bản đã hoạt động hết công sức. Bởi trong số 20 giường bệnh ở đó được đỡ trống nhằm đảm bảo tính cơ động. Đồng thời chỉ còn có bác sĩ phụ trách phòng y khu cùng nhau ra trận thì bệnh nhân ở khu vực này sẽ không bao giờ mà rơi vào tình huống không được chăm sóc. Tôi muốn vào trong đó là hỗ trợ. Không ai có thể ngăn được bác sĩ Lăng ở trong trạng thái này hết. Thế thì chúng ta tạm thời lấy danh nghĩa kiểm tra phòng đã vào đó trước đã. Thấy bệnh nhân gặp nguy hiểm thì tự mình ra tay. Mọi người bận rộn nên chắc chắn không có để ý đến cậu đâu. Nếu may mắn thì có thể cứu được một hai bệnh nhân đấy. Một hai bệnh nhân thì ít quá. Hôm nay bệnh nhân trong phòng y cứu còn nhiều lắm á. Mức độ nghiêm trọng cũng rất cao. Cậu tra trổ vào chưa biết chừng lại hỗ trợ được nhiều ca hơn ấy chứ. Hôm nay bệnh nhân trong phòng y cứu còn nhiều lắm. Mức độ nghiêm trọng cũng rất cao. Cậu tra trổ vào chưa biết chừng là hỗ trợ được nhiều ca hơn ấy chứ. Được vậy cứ làm vậy đi. Bác sĩ tả, thật ra bác sĩ Lăng không cần phải biểu diễn cho chúng tôi xem đâu. Dù biểu hiện của cậu ấy thế nào đi chăng nữa cũng không có làm ảnh hưởng đến quyết định quyên góp của chúng tôi đâu mà. Ai bảo bác sĩ Lăng vào ICU là đỡ biểu diễn cho mấy người xem cơ chứ. Cơ mà bọn họ nghĩ như vậy chưa biết chừng á, lại đem đến tác dụng tích cực cho vụ quyên góp này chứ. Thôi thì mấy người cứ tiếp tục mơ mơ màng màng như vậy đi ha. Sao bọn họ vẫn còn ở đây thế? Anh hãy đưa bọn họ về cả đi. Cậu ta nói vậy là sao? Chẳng lẽ cậu ta làm vậy không phải là để biểu diễn thuyết phục bên mình quyên góp sao? Sao giờ lại muốn bên mình rời khỏi đây vậy? Trời ơi, không biết phải giải thích thế nào luôn hả trời. Thì xin lỗi ngài, chúng ta cứ về trước đã nhé. Thực ra thời gian thăm bệnh, quan sát bệnh nhân cũng hết mất rồi. Thế này á, rốt cuộc là sao nhỉ? Mà thôi, dù gì thì mình cũng là người ngồi ngờ, bác sĩ Lăng bảo sao thì cứ làm theo như thế đi. Nội dung nhiệm vụ có 10 bệnh nhân bên trong phòng Miku, tiến độ nhiệm vụ 0 trên 10. Giờ thì bắt đầu nhiệm vụ mới thôi nào. 253.